Hello everybody, Chuyên School. Xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chuyên. Today we continue Unit 11, Traveling Around Vietnam. Đi du lịch vòng quanh Việt Nam. Lesson 1, Getting Started and Listen and Read. Trước khi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan xung quanh Việt Nam của mình. Những địa điểm thật là thú vị sau đây, cô giới thiệu cho các em một số nơi. Các em thấy bức tranh này rất là đẹp. Các em có đoán được nó là ở đâu không? Đó là cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang. Hình ảnh này cũng rất quen thuộc trong sách giáo khoa, các em thường hay thấy. Đó là Hồ Gươm ở Hà Nội. Và địa điểm này có lẽ có em sẽ biết và có em sẽ không biết. Và cô cũng chưa từng tới đây. Có dịp thì chúng ta hãy đến tham quan. Đó là đâu, các em biết không nào? Hồ Vô Cực ở Đà Lạt. Và đây là một bãi biển rất dài và đẹp. Nó là ở bãi biển Dốc Lết ở Nha Trang. Và hình ảnh này rất là quen thuộc với thành phố chúng ta. Đó là ở đâu vậy? Chợ Bến Thành. Nhìn hình ảnh sau đây, chúng ta thấy rằng nó rất là đẹp, có những màu sắc vàng tươi, làm cho chúng ta cảm thấy phấn khởi. Đó là ở đâu các em biết không nào? Làng hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp. Đây là những địa điểm mà chúng ta có điều kiện, chúng ta cùng đi tham quan với gia đình, với bạn bè, hoặc là giới thiệu cho các bạn ở nước ngoài của chúng ta đến tham quan. Và chúng ta hãy bắt đầu vào bài mới của phần hôm nay, đó là Getting Started, page 98, trang 98. Khi mở sách giáo khoa để phía trước mặt mình và nhìn vào. Meet a places of interest in Vietnam with their names. Hãy nói những cái tên địa danh nổi tiếng ở Việt Nam với tên gọi của nó. Bức tranh thế nào? Tên đầu tiên đó là gì? The Temple Dictator. Địa danh thứ hai, Ngô Môn Gate. Địa danh thứ ba, Ha Long Bay. Địa danh thứ tư, Nha Rong Harbor. Và các địa điểm đó là A, B, hình ảnh nè, C, và hình ảnh D. Các em hãy nói những địa điểm này với tên gọi đúng của nó. Sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nhé. Bức tranh đầu tiên cho chúng ta biết nó là ở đâu. Ngô Môn Gate. Yes, right. Bức tranh thứ hai, Nha Rong Harbor. Bức tranh thứ ba, ở đây cho chúng ta biết đó là The Temple of Dictator. Bức tranh cuối cùng, Ha Long Bay. Yes, các em làm được như vậy đúng hết thì tuyệt vời quá. Qua phần bài tiếp theo của mình, Listen and Read, page 99 to 100, trang 99 và 100. Phần này có viết bài, các em nhớ chuẩn bị bút viết và viết bài cùng với bạn gấu này nhé. Trước khi vào bài, chúng ta hãy tìm hiểu các từ vựng mà nó có thể xuất hiện trong bài chúng ta nghe được. Transit, các em lặp lại. Transit, a 40-minute ride. Các em lặp lại, a 40-minute ride. Hình ảnh này là những công việc mà những bác nông dân chúng ta thường làm. Họ đang làm việc đó là vụ mùa của họ. Rock, các em lặp lại, rock. Những cái này là gì đây các bạn? Corn, yes, ở mình có thể gọi là ngô hoặc là bắp. Đây là con buffalo, các em lặp lại, buffalo. Và nơi này là nơi nào? Airport, airport, các bạn lặp lại. Và những cái cây này là sugar cane,
Các em lặp lại. Sugar cane. Trước khi đi du lịch, chúng ta hãy chuẩn bị những thứ này thật là cẩn thận. Nó là gì vậy? Luggage. Các em lặp lại. Luggage. Qua phần bài tập tiếp theo của trong phần Listen and Read thì các bạn có thể lưu ý như sau. Trong bài đàm thoại này có bạn Hoa và bạn Tim. Đây là gia đình của bạn Tim. Tim family. The woman, Tim's mother. The man, Tim's father. And the girl is Shannon. This is Tim. Và họ, Hoa và gia đình của Tim gặp nhau ở đâu nào? Nội bài airport. Các em hãy cùng đến để xem như thế nào. Hoa meet Tim at the airport and Tim introduce his family to Hoa. Hoa gặp Tim ở sân bay và Tim đã giới thiệu gia đình của anh ấy đến với bạn Hoa. Các em sẵn sàng tập vở cẩn thận chưa nào? Trước khi chúng ta nghe, các em hãy tìm hiểu các câu sau đây để chúng ta nghe bài nó tốt hơn và quyết định xem các câu này nó đúng hay sai. Và nếu sai, chúng ta hãy sửa nó lại và viết cẩn thận vào trong tập của mình. A. This is the first time Hoa has met Tim's family. Đây là lần đầu tiên Hoa gặp gia đình của Tim. B. Hoa has met John with her luggage. Hoa giúp cô John khiêng hành lý. C. The John family is traveling from the airport in a bus. Gia đình của John rời khỏi sân bay bằng xe buýt. C. D. Shannon has never been ripped before. Shannon chưa bao giờ gặp cánh đồng lúa nào trước đây cả. E. The car is traveling past farmland. Chiếc xe chạy ngang qua những cánh đồng. F. Only rice and corn are grown around Hà Nội. Chỉ có lúa, gạo và bắp được trồng xung quanh khu vực Hà Nội mà thôi. Các em đọc kỹ và nhớ. Rồi chúng ta hãy nghe để kiểm tra xem cái bài nghe của chúng ta nó có phần nào đúng và sai. Các em so sánh thử. Các bạn chuẩn bị nghe nhé. Các em chuẩn bị nghe. Unit 11. Traveling around Vietnam. Listen and read. Hoa meets Tim at the airport. Hoa, I'd like you to meet my parents and my sister Shannon. How do you do? Welcome to Vietnam. Thank you. It's nice to meet you finally, Hoa. Can I help you with your bags, Mrs. Jones? Thank you. It's great to be in Vietnam. Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones? I'd like to sit with Tim and Shannon. No problem. I prefer the front seat. Are we far from Hanoi? It's about a 40-minute drive from the city center. Look, Shannon, I can see a boy riding a water buffalo. Wow, this is very exciting. Are those rice paddies, Hoa? Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes. Would you mind if I took a photo? Not at all. I'll ask the driver to stop the car. Các em có thể nghe lại nhiều lần và luyện tập nói với bạn mình cho trôi chảy nhé. Và chúng ta hãy kiểm tra lại đáp án của chúng ta xem coi có đúng với lại đáp án trên bài của cô đề nghị hay không. Now, answer. Sentence A. This is the first time Hoa has met Tim's family. True. Right. B. Hoa has met John with her logic. True. C. The John family is traveling from the airport in by bus. False.
The Zhong family is traveling from the airport in a taxi, not by bus. D. Sanan has never seen rapid fuel before. True. E. The car is traveling past farmland. True. F. Only rice and corn are found around Hanoi. It's fun. Correct. Rice, corn, sugar cane and order. Các em hãy sửa và bổ sung lại những cái nội dung đã sai và ghi thật cẩn thận vào trong tập nhé. Tóm lại, sau khi học bài này xong, chúng ta sẽ develop listening and reading skills. Chúng ta sẽ cải thiện được rất nhiều và phát triển rất nhiều về kỹ năng nghe và đọc của chúng ta. Get more vocabulary và có thêm từ vựng. Homework. Các em lưu ý khi về nhà, các em viết bài và làm bài. Và nhớ, learn by heart new words. Practice the dialogue again. Write the lesson carefully. Chúc các em học vui vẻ. See you soon. Bye.